Ngày 22 tháng 1, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tạp chí Kiểm sát đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trưởng ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, dự và chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2020, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tạp chí Kiểm sát được giao thêm 4 nhiệm vụ trọng tâm đột xuất là tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân, tiếp tục triển khai xây dựng phần 2 bộ phim truyền hình dài tập Tuyên truyền về ngành kiểm sát nhân dân và đã báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đề cương kịch bản Tham mưu biên soạn cuốn sách Viện kiểm sát nhân dân những dấu ấn không phai mờ. Tạp chí kiểm sát đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nội bộ đơn vị đoàn kết, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ phối hợp chặt chẽ giữa thủ trưởng đơn vị với ban chi ủy, chi bộ, tổ chức công đoàn, chi hội nhà báo và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các phong trào thi đua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tạp chí kiểm sát tiếp tục tham mưu chỉ đạo, định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm cho các đơn vị, các tổ tuyên truyền, cộng tác viên tham mưu tổ chức hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của ban chỉ đạo công tác tuyên truyền. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tạp chí Kiểm sát, xuất bản ấn phẩm đầu tiên gắn với tổng kết công tác tuyên truyền của ngành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những kết quả công tác mà tạp chí Kiểm sát đạt được trong năm 2020 bên cạnh đó đồng chí nguyễn quang dũng nhấn mạnh cần tập trung vào công tác chuyên môn về khoa học pháp lý đặc biệt là vị trí của ngành kiểm sát trong nhà nước pháp quyền mở rộng hơn nữa vai trò vị trí đóng góp của ngành kiểm sát nhân dân hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống tham nhũng tăng cường kiểm tra giám sát đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên tránh tình trạng lợi dụng uy tín của ngành với những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2020, Tạp chí Kiểm sát đã vinh dự được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trao tặng cờ thi đua ngành Kiểm sát Nhân dân cùng nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.